là nổi tiếng của chú và gắn kết với những cuộc tình đã đem đến cho chú thật là nhiều cung bậc trong cảm xúc của mình. Có lúc thì yêu rất là dào dạt, có lúc thì lại đau khổ đến tột cùng. Cháu nói như thế, không biết rằng là chú có nghe được không, nhưng mà cháu biết chú đang ngồi ngay bên cánh gà để lắng nghe cháu hát, cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, cũng như lắng nghe những tràng pháo tay của quý vị dành cho những tác phẩm của chú. Cháu hy vọng rằng là cháu có thể truyền tải hết được những cảm xúc của chú trong hai bài hát này, và cháu hy vọng rằng là cháu có thể đem đến một chút gì đó gợi nhớ về những cuộc tình mà chú đã từng trải qua. Xin mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc được mang tên Trong Những Ngàn Thương Và Thu Sầu. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị có thể đổi tay lớn hơn cho chúng tôi các bạn, bởi vì chúng được lắng nghe chẳng bao giờ quý vị chú đang ngồi ngay tại sân khấu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.
ơn cháu. Quý vị, tôi sang Paris năm 1993 và lần đầu tiên gặp nhạc sĩ Lam Phương về đó để làm cuốn Paris by Night, chủ đề là 40 năm âm nhạc Lam Phương. Thì lần đầu tiên tôi gặp nhạc sĩ Lam Phương, phải nói là trước đây khi còn ở Việt Nam, nghe nhạc của ông từ nhỏ và có nhiều cái điều tôi thắc mắc lắm. Chẳng hạn trong bài ông viết là trời Việt Nam mùa thu buồn lắm em ơi. Tôi bảo ông này, ông đang ở Việt Nam mà ông lại bảo trời Việt Nam mùa thu buồn lắm em ơi là cái gì? Tôi không hiểu được cả.